xuống ngày hôm qua đi thăm vườn cái nói chồng ơi con điện anh Hùng đi chứ mẹ thấy là buông đọt được rồi đó. Chứ cái này mình nói chung mình bằng mình cũng phải theo dõi đàng hoàng. Lá này là cực kỳ ngon, mận bên đây là cực kỳ ok rồi. Lá năm nay làm nó không bị cháy lá không? Không, không bị cháy lá, bình thường luôn à. Còn cái cực lá đẹp lắm. Thứ nhất là nó không bị cháy lá, cái thứ hai nếu nó không có rụng. Không rụng lá luôn. Không rụng lá. Nè. Nó mà vẫn ra đọt liền cáo luôn nha. Đọt liền liền luôn á. À, nó ra đọt mà nó ra kiểu như là nó giữ cặp lá đó anh Hùng. Đúng rồi. Nó không có phóng mạnh nhưng mà nó ra nó vừa phải, nó không có phóng mạnh. Cây được nó giữ được cái nhưng, bộ lá. Nhưng mà nó giữ bộ lá rất đẹp luôn nha, lá nở ra đàng hoàng luôn á. Cực kỳ ngon luôn. Đi dài dài với cô thứ mấy cô? Cô Út á chứ. Bữa nay chúng ta về cái bè về cái bè Tiền Giang. Cái bè Tiền Giang, cây này mấy năm rồi cô? Cũng nó một loại luôn đó. Một loại luôn ha. Cũng nó cũng 5 năm luôn á. Cái này là hồi xưa nó bị sâu đục thân ở trên hay sao? Không cái phải. Bị gió bão á. À bão gãy đọt hả? À. Nó gãy cái nó dằn xuống dưới mương luôn. Gãy dằn dưới cây này, mấy cây này ok, bông. Bông năm nay ra làm thì ok chứ. Thì cô nói là năm nay là bông làm bên đây là cô chất lượng luôn á. Mấy cây này năm rồi ít xịu hà. Dạ. Mà năm nay nó ra quá đạt luôn. Của cô được bao nhiêu cây thái cô? Có hai mấy gốc thái à, 25 gốc à. 25 gốc ha. Hồi xưa giờ coi là cũng coi lên trên mạng rồi coi bắt đầu mới gọi chứ hả? Đúng rồi. Cũng coi. Không ha, không phải, tại vì con quanh nó vô mua ba mua skin á. À. Rồi cái nó giới thiệu. À. Rồi cái nói thôi vậy là năm nay cô làm bên quanh nhân quanh cái nó dạ. Ai con đưa. Trái nó đậu rồi. Cái này hồi tiễn bớt chứ phải không anh? Ôi, ba đợt rồi đó. Tiễn ba đợt rồi. Ừ. Bây giờ là tính rồi, mình tính từ lúc mà nó chạy trái tới bây giờ là bao nhiêu ngày rồi, nhớ không? À, ngưng kêu quét phấn là hàm bữa hành 26. Dạ. Tháng 26 á. Dạ. 26 tháng 6 đó. 26 tháng 6. Nhất ngày 26 tháng 6. Cái lúc mà cái vườn này với bên Musukin là nó cùng một lượt luôn. Cùng một lượt luôn. Lượt luôn. Hết chung một lượt luôn. À, cùng một lượt luôn. Thì bên này nó cũng bị dính mưa nhá, cũng bị giang bên kia. Y gan luôn, không xe chút nào hết trơn. Nó mưa hồi nó mưa lâu không anh, mưa không? Trời ơi, ta nói mưa ngày mưa đêm luôn. Rồi đó là mưa giờ rồi lúc đó là gọi anh Hùng sao? Dạ. Yeah. Trời ơi, Hùng ơi đẩy mũ lên ông Hùng, Hùng nói kệ nó cô. Chứ giờ đại mũ này cũng đâu tác dụng gì với dưới này nữa. Giờ chủ yếu là vừa sợ nó, này sợ nó dư nước bông á, cái đợt mà bông á vừa chuẩn bị vừa xong á mưa á. Rồi em mới kêu tính kêu đẩy lợi. Nó vậy đó, sợ nó cũng cháy con á. Dạ. Cái kia hỏi Hùng ơi, cô giờ mình đẩy lợi không Hùng, sao cô thấy người ta đẩy quá. Thôi cô ơi đừng đẩy kệ nó. Rồi thôi để đại luôn vậy đó chứ không có đẩy đó. Nói là mình chỉ khống chế mình có hơn được cái trong cái giai đoạn xuống nhị nó không có bị mưa không? Đúng rồi. Hên cái là không bị mưa xuống nhị hết, xong xuôi rồi ra trái xong hết rồi cái bắt đầu dính mưa tới luôn. Cái méo đây nó cũng có một phần là khi gặp mưa nó bị vô cái phần nước nó với lại ở trên nó trôi xuống, với lại phần hai là lúc đó nó cũng đọt, nó cũng muốn le chứ. Có không đó, có bị đọt đó. Le đọt chứ. À. Nhưng mà cái này đến lúc này mà có nghĩa là nó cũng khống chế được rồi chứ, có nghĩa là đọt này tới khúc này là bây giờ theo cái quan sát này, cái vườn này bây giờ anh Hùng nó cho đi luôn hay là sao? Cho đi luôn. Cho đi mà đi nhẹ, cứ dìu từ từ phải không? Dìu từ từ. Ừ. Cái này thằng Hùng nói con cho cô đi luôn. Thì cũng tùy theo vườn và tùy theo cái người làm nữa. Ờ, tùy theo mình làm nữa. Đúng rồi. Cái vùng nữa. Trời, của trái này nè. Nói chung ra là ba mã thon là cô như ý rồi. Ừ. Vì năm nay là tỷ lệ nó quá đậu nhiều đi, năm rồi nó ít lắm. Ừ. Năm vừa rồi, năm trước cái vườn này có dính bạc lo không? Có đi bạc lo không? Đi bạc lo luôn. Năm rồi làm hết trơn, nhưng mà chừa ba chuồng bò lại ngang, ba chuồng bò bị năm rồi nhỏ quá không có làm. Có làm chỉ hai clip này thôi. Dạ. Đó. Con trái bây giờ nó đậu quá trời mà. Giờ đi dinh dưỡng vô này được rồi. Thì đó. Mới tứ xô nuôi trái rồi đó. Mới tứ xô nuôi trái hai cử con. À. Có ý nói là mới tứ đây nè chứ. Mới tứ dài dài ra kia thử coi. Chà. Còn Musakin bên kia là cũng dính mưa y chang luôn. Y gan luôn, dính hết luôn. Mưa gì tới tấp luôn, mưa gì thấy sợ luôn. Mưa mà nhót buộc nhót gan ngủ không được luôn. Ngủ không được luôn hả? À, nó ơi sợ nó rụng mình năm có mùa hà. Mà làm lỡ có gì cái coi. Mà năm nay lại trái nó rất là đẹp, đẹp hơn năm rồi dữ lắm. Dạ.
trái đẹp cực kỳ luôn nha. Hồi năm rồi ha trời ơi, thấy gọng chết luôn. Năm vừa rồi mình cũng làm thời điểm đây anh, hay là cũng làm nghịch y vậy luôn. Cũng làm nghịch luôn. Miền Tây có đỉnh của chóp không, cái nghịch đó quý vị. Đúng có, rồi. Có năm vừa rồi năm trước có anh ở cũng có một anh ở Cái Bè. Ảnh bán 170.000 một ký. Là mùa nghịch coi trái nè. Trái dữ lắm, hôm nay cô thấy làm bên đây là trái dữ lắm rồi, bởi cô tin tưởng Huy là fan dữ lắm mà. À, bữa lên thấy Huy lên video kênh siêu thị cây giống, thấy cô à, cô chia sẻ coi lá hôm nay là cực kỳ ngon luôn á. Nó một phần cái mùa trước chúng ta nó cũng còn bị ảnh hưởng của con bạc lo cũ á, nhưng mà đúng nó rồi, không còn nhiều. Bây giờ cái cây lá mới ra nó phục hồi ra được rồi. Ông với cái mấy thằng này xài con cái là nó không có bị điếc đọt nha. Dạ. Đọt nó không có bị điếc nha. Xài bên của quanh nào là không bị điếc đọt nha. Vẫn trong nách, trong hông gì, trong gì không biết nó ra mẹ từ lưa ấm lưa hết trơn nè. Dạ. Không có bao giờ điếc đọt hết trơn, nó ra mẹ ra cha hết trơn của ông ta là điếc một khúc vậy ha. Chứ còn ở đây là không có xài, nó không có điếc đọt. Cái thằng bông thực ra nó là cũng dinh dưỡng đó anh. À, lăn với kali. Nó là dạng như là lạnh ấy, mình để ra ngoài nước ôi nó ôi để đất nó tan luôn á. Pha à, vô nước á, nó lạnh nha. Lạnh không? Lạnh ngắt không? Đúng rồi. Lạnh như lắm. Nó lạnh. Ô, cây này nè. Trái dữ lắm. Bởi cũng nói năm nay là tỷ lệ là đạt dữ lắm mà. Ừ. Bên kia Musukin cũng trái cũng nhiều á chứ. Nhiều. Nhiều nhưng có nhiều, tỷ lệ. Nhưng mà tỷ lệ nó bị méo thôi. Chứ thật sự ra là trái nhiều lắm. Ừ. Nó hơi bị quéo thôi. Nên là mình tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao nó méo ra, hiểu không? Có vấn đề lúc đó thời tiết nó mưa, bất lợi, nó mưa hơi nhiều. Nó mưa nhiều xong rồi nó cây nó cũng phóng đọt nữa. Đúng rồi. Cây nó cũng bị đi đọt đó. Ừ. Ở đây mà giờ nhìn thấy cây Musukin nó ưa đi đọt luôn rồi, đúng rồi, nó ưa này, bên kia là trái nhóc trời luôn mà nhóc nó đi trời, đi đọt hết này. Đi đọt hết trơn. Cái cây trùng bò nó mình bán có kinh tế không cô? Nghe nói nó cũng có giá, nó cũng xê xích với thằng này nè. À. Xê xích với thằng. Nó xuất khẩu được ta trùng bò. Cái này thì không dành nữa bị mới. Trùng bò ăn cũng ngon mà cái tên nó nghe cái tên trùng bò á lại à. Mai mốt mình đổi lại cái tên khác đi. mình đổi lại cái tên khác đi. Mình đổi cái tên ai trùng trâu không trùng bò nữa hả? Musukin nó ưa đi đọt gúa mà nó dãy với màn Thái nó đứng ra chứ mà Musukin nó phóng phóng kinh luôn. Phóng mạnh lắm. Ừ. Nó cũng xịt chung luôn đó. Chung luôn, xịt chung luôn rồi. Cái Musukin phải chơi phải mạnh hơn chút rồi. 600 cc mảnh lông. À. Một phi 200 lít. À, tính ra đó là một lít đó em xịt chưa được 400 lít nước nữa đó. À. Xịt vậy đó mà nó cũng vẫn còn ấy à. Nó còn đọt à. Cái Musukin là cái tốc độ phóng đọt nó nhanh hơn luôn của thằng Thái luôn á, nó phóng nhanh luôn, phóng nhanh cực kỳ. Trái thì ngon lắm, trái thì nhiều lắm. Trái nó nhiều. Ừ. Dính nhiều cái xui của mình là dính cái cơn mưa. Xui cái cơn mưa. Nhưng mà giữ được cái vậy rồi okay cũng được rồi. Ừ. Trời ơi. Tưởng đâu đi luôn rồi. Tưởng đi luôn. Rồi. Nó sổ xong nó rụng là lúc đó rụng sinh lý với một phần cũng muốn nước mưa nữa mưa chứ đó. Ừ. Bắt đầu điện hùng liền. Ừ. Rồi hùng gửi thuốc lên liền, gửi thuốc lên là qua bữa sau tranh thủ xịt, hai cha con tranh thủ xịt, trời ơi đâu dám bỏ đâu, gửi lên cái thằng Thái vậy với mình dễ tiễn nha, với con trùng bò à, không, không không đơn giản đâu, trùng bò thấy trùng cái bò nào khó cái nào tiễn đó. Chết luôn á. À, mẫu được. Hai cử toàn trái nữa là đẹp. Mẫu này năm nay là cô nói là cực kỳ, với Hùng là năm nay cực kỳ mẫu trái này nó đẹp. Ừ. Rồi. Cái này này Musukin. U học đều hết. Nó dính vừa rồi nó dính mưa trái. Ui trời sập lỗ. Trái không vô trái quá trời luôn nha. Trời ơi dài dài quá trái dữ lắm. À. Đồ nó tiếc ha, dính tiếc. Mưa tiếc. Ừ. Trái dữ lắm. Cái quá trời nó dính mưa nó phóng cái đọt cái là méo luôn. Vậy mà cái trùng bò nhìn cái cây trùng bò đã những trái. Ừ, đúng rồi. Trái trùng bò thì cực kỳ ngon luôn á. Giờ chúng ta sẽ qua cái trùng bò không quý vị, thì coi đi qua cái cầu. Qua cầu này nè. Qua cầu này. Cái trùng bò con cái nó đi đọt không đâu có sao đâu không cô đúng không? Không, không có sao hết trơn á. Đây này, đi một vòng tròn ha.
Rồi. Trái. Đồ nó trái nào cũng như trái nấy hết mà. Chù bò khó tiễn lắm. Đừng tiễn. À. Không biết đừng tiễn đâu. Ồ, trái nào nó như trái nấy. Nó đẹp lắm. Nó nhìn cái mẫu trái sau này á, cái mẫu trái lớn lên nhìn nó cũng đẹp nữa, nhiều đúng khi rồi. Mà cái đít trái này nhìn thấy này. Đây nếu như mà mình làm hồi xưa giờ mình làm thương hiệu cái tên nó, cái tên gì, tên tiếng Anh rồi King King rồi hay là Hoàng hậu rồi được. Là cái tên trùng bò phải không á. Cái trái này ăn ngon nhưng mà đâu sầu riêng trùng bò ăn rất là ngon, thiệt rất luôn. Là ngon. Rất là ngon. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà nó hơi nhão. Ừ. Với hộp nó nhão thôi. Nó vừa hả? Đúng rồi, nó vừa chín tới là ăn đẹp. Chín tới ăn cực kỳ ngon luôn. Trùng bò nó ăn rất là ngon nhưng không phải giỡn đâu, mà cái tên nó tên y như là cái tên gì. Cái tên nó giống như thị nữa mà đẹp gái, nhưng mà tên nó hơi xấu thôi. Mà ông cậu con này chắc nữa chị chín lấy hết. Cái này là cô cũng làm cùng hết y như công thức đồng. Y gan luôn, không xê chút nào chứ. Nói chung ra hen cô, mà thật sự ra là bên con quanh nó đưa là sao quy trình sao hen canh tác sao hen là làm y gan luôn, không xê chút nào hết, không lệch luôn ngày nào giờ nào hết. Đó. Cái đẹp. Quy trình bên đây là làm theo đúng quy trình luôn, không xê ngày nào mà không trễ ngày nào mà thuốc đưa lên là làm y gan, chứ không dám mua thuốc nào mà xịt thêm cầm thêm hết trơn. Nhưng mà so với cái mức độ thì chúng ta là cũng phải nói đi nói lại thì nó cũng có cái điểm chúng ta hài lòng, nhưng tuy nhiên cũng có những cái chúng ta cũng chưa hài lòng. Thực ra là sầu riêng nó thời tiết thì chúng ta không hài lòng ở chỗ là thời tiết nó dập vô cái đúng chỗ chúng ta. Quá trời mưa. Quá trời mưa. Cái thịt của mình là chỉ được tầm 20% thôi. 20%. 80% là do thời tiết. 80% do thời tiết này, nói chung là chúng ta làm sao làm chúng ta khống chế được ông trời cũng khó. Thì bây giờ là cứ ổng kêu sao mình dạ vậy thôi. Ổng hù một cái trời mưa thì chúng ta phải tìm cách như thế nào thôi. Mỗi lần mà mưa cái Hùng ơi kêu chồng điện, Hùng ơi điện anh Hùng con coi có đẩy mũ lại không. Cho anh mượn cái camera để review cho mọi người xem cái trái này. Đấy thì bây giờ là để cho một số anh chị em mà muốn mà ăn sầu riêng ngon, sầu riêng sạch đúng nhà vườn. Đây là đúng là sầu riêng sạch toàn nha. Sầu riêng này làm quy trình là toàn là hữu cơ không nè. Cái ngay cả cái làm bông nó cũng là cái dinh dưỡng hữu cơ luôn. Đúng rồi. Đó, mọi người thấy trái nè. Cái chuồng bò này là có lái rồi họ hỏi chưa cô hay là sao? Tới mùa là lái họ nó đang hỏi rồi, có thằng nhỏ năm rồi nó mua mãn thon á, năm nay nó kêu để chuồng bò mua skin gì để hết cho nó luôn á Hùng, nó mới điện lên nhắn tin để lên á. Rồi nói mấy cái đó có mối hết rồi. Hứa mua skin cho anh Hùng rồi đâu có ấy được. Đâu có ấy được. Không thì cái đấy mai mốt anh Hùng anh cũng chia sẻ lại bớt cho người ta. Không đủ mình đi. Đấy là, mình không phải là đứng một cây để quay như mọi người, tại đi nãy giờ nó cũng mỏ giò với cái vườn miền Tây cũng sập lên sập xuống. Không mà trái này bây giờ mình đếm thử, bây giờ mình cho mình đếm thử. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 rồi nó nhỏ 32 33 không chắc cũng được gần 40 trái. Ở bên kia nữa 40 đúng không? 40 trái. Trái. Vậy cũng được rồi. 40 trái rồi. Cây mình kia 8 mấy trái rồi. Đâu đi thử đi. Có ngoài đầu ngoại á. Đi cô đi cho nó vui cô. Đây bữa nay về bà má ở dưới miền Tây nha quý vị. Lâu lâu rồi chúng ta coi ở Tây Nguyên rồi. Tây Nguyên coi Tây Nguyên quá trời luôn à. Lên trên Tây Nguyên đồ dữ dằn lắm à. Đấy, ở miền Tây á, là sẽ cái điều kiện đất với điều kiện nước á, điều kiện khí hậu thì nó cũng ôn hòa hơn Tây Nguyên một chút xíu. Tuy nhiên rằng là nó cũng có những cái bất lợi, nhưng không phải bất lợi nha mọi người. Đấy anh em thấy này. Trời ơi tôi thiệt chứ. Trong cuộc đời tôi đi Tây Nguyên hoài vậy cái tôi lú luôn về miền Tây tôi thấy này. Đấy để cho mọi người coi luôn là ở miền Tây đấy, đây là chuồng bò nha mọi người. Chuồng bò. Đó, chuồng bò. Đây, chuồng bò không phải là làm bông làm trái nó khó, nhưng nó cũng không có dễ đâu nha mọi người nha. Nên chúng ta quan sát là cái trái của chuồng bò thì nó rất là đẹp. Ăn nó cũng ngon. Chỉ có điều một cái là hộp nó hơi to hơn một chút xíu thôi, nhưng mà ngon, đỉnh của chốt. Trái nó tròn nó ngon. Mua cái trái chuồng bò nó cũng xứng đáng đồng tiền chứ. Căng cái trái sầu riêng lên. Con 2 kg. 2 kg mấy ngon lành. À. Nó cũng mỏng vỏ đây hả? Là nông dân thứ thiệt bà má miền Tây này mọi người. Nó cũng mỏng vỏ mà mỏng vỏ
hụt thì nói lại hụt to chứ nó cũng không đến nó to lắm so với những cái khác thôi. Má anh em thì nói vậy thôi chứ cũng không có to. Bình thường mọi người cứ năm nay mua cái chuồng bò ăn thử coi, nhiều khi nó ngon ngang ngửa mua skin rồi đổi qua đi mua chuồng bò hết rồi, mua skin không bán nữa. Mỗi cái hương vị sầu riêng nó có những cái hương vị khác nhau. Trời trai cây ngoài này nè, dài dài ngoài này nè. À đây chúng ta coi sầu riêng siêu trái, cái này phải không chồng? Cái này với cây ngoài kia nó đây nè, vô cái này đi, vô cái này đi, vô cái này coi mọi người coi này đấy. Cây này chưa có nghĩa địa gì với cây này. Ồ, ta đứng ở dưới này mà nhìn thấy trái này mọi người. Wow, trời đất ơi. Dòm thì ở ngoài dòm vô không thấy trái đâu. Ờ, nhìn ở ngoài không thấy đâu, vô không ra thấy. Lồng đèn nó treo tùm lum hết. Ở vô đây mới thấy. Treo chùm chùm nè. Không, cái này tiễn cũng hơi khó má ha. Này thôi tiễn... ơi, mới tiễn rồi, tiễn ba đợt rồi đó. Ờ, tiễn này. Đây này, mình ra ở ngoài nè, ra lại quay rồi, qua ra ngoài đây là ngoài, không thấy gì hết. Không, không thấy gì hết. Không thấy gì hết. Vô ở trong nè, trời đất ơi. Thì vô trong. Sao trong. Trái này. Kinh khủng. Ra ngoài này nè, mấy cây ngoài này nè. Đây chúng ta sẵn là chúng ta một chuyến đi rồi chúng ta quan sát hết luôn để cho anh em chúng ta trồng trồng không không? Trồng vậy đó. Ừ. Con lá này ai biết tự nhiên đang làm trái đâu. Mới vậy. Ai biết đang làm trái đâu? Chui vô mới biết. Ờ, đứng ở ngoài không nhìn thấy đâu, đứng ở ngoài làm sao mà biết đang mang trái được. Chui vô mới thấy. Ừ. Không biết được. Chui vô mới coi mới ngon. Đấy. Chui vô đi. Chui vô này. Chui vô nó đang trốn. Ồ đây 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 cho tôi chui vô với mấy ông ở đây trời trốn tìm này mọi người. Wow, trái nó sát cái đất luôn nè. Đây. Cái này gánh gánh lên chứ để nó bị úng hay trong. Trời ơi em tính bỏ rồi đó mà không tiếc không chừa lại đó. Cái này chắc gì lấy miếng xốp để lên chứ giờ làm sao. Thôi kệ để được ăn được trái nào. Á, em lót cái bao á. Để ăn trái đấy ăn cũng được mà. Ai ăn không được mình ăn. Trời ơi trái. Ở ngoài không thấy kỳ khô gì đó, ở ngoài này, ở ngoài không thấy hết đó, vô trong này này. Đâu, thiệt luôn á. Cái thường thường mình kêu đi tỉa nó sát gốc này, mấy cái cành như thế này này. Đó bây giờ cái trái sầu riêng nó nằm dưới đây giờ đào cái lỗ chùm chứ giờ. Đào lỗ chùm. Đào cái lỗ. Đào cái lưu rồi, thôi cái lưu á. Rồi nhét xuống. Giờ ngoài thì không thấy đâu, vô trong mới thấy. Đấy mọi người quan sát theo vườn nha. Đấy đào cái này nè, đào cái lỗ chùm gì giờ nó sát góc luôn mà. Cái này, cái. Trong cái này cô ha, cái này mà chừng á mà khoảng chừng mà tầm 3 tháng nữa thôi. Chừng 3 tháng nữa thôi. Điều tới mình quay nó nhìn nó mới đã. Lúc đó nó tròn ủng nó to rồi á, nhìn nó phê người liền á. Đâu? Coi tháng nữa là vô quay cực kỳ ngon rồi. À, tháng nữa cũng được. Này mình còn tháng 10 ngày nữa tới cắt rồi. Ừ đúng. Ủa, rồi. Cái này nhanh hơn hả? Đâu, cái này tới 110 mấy ngày đó. Cũng y như mãn thon luôn á Hùng ơi. Như mãn thon thì tháng mấy nữa? Ừ, tháng cái này mấy nhiêu nữa tháng đó? Rồi? Mới có năm mấy ngày hả? 51 ngày ha. Này mới có 51 ngày đúng rồi. Ừ, 51 ngày thì tháng mấy nữa. Thì ông phải cỡ 2 tháng nữa. Ừ, 2 tháng nữa. Thì tháng mấy đó? Tháng mấy nữa đó. Ừ. Tao cỡ tháng mấy nữa quay lại tao cái trái sầu riêng. Cỡ tháng mấy quay lại được ăn sầu riêng chuồng bò á. Ăn sầu riêng chuồng bò á. Chuồng bò. Trái thì cực kỳ ngon rồi mà ngặt cái là tiễn thôi trời ơi, dòm lắc qua lắc lại không biết trái nào tiễn trái nào để. Trên mặt chữ. Có anh leo lên nè, nào ăn. 180 mấy trái đó. Cây nào 180 mấy cây? Đây nè, còn giờ 8 mấy trái nè. Tỉa 3 lần còn 8 mấy trái đó. Cây này hồi được rồi em đếm là 185 trái. Đồ cây này hầu tỉa còn để 100 trái tròn nữa chứ cho nó vuông chứ. Không nổi. Không nổi ha. Không nổi. Quá. Đủ nhánh hết rồi. Trời ơi camera này để vô góc này. Bao đẹp luôn á. Cho giờ quay cho mọi người coi nó đẹp thôi giờ không biết nói gì hết mà. Chụp cái này đi. Ồ đẹp ha. Cái nó rớt trúng cái đầu hết đi. Trái. Nó nhìn cái kiểu gai trái nó cũng tròn tròn giống kiểu như đít giống như black thon với muskin hết chơi giỡn không nè. Cái mẫu này trái tròn mà cái nhím. À. Ờ. Nhìn đẹp chưa? Thấy không? Mê mắt để mấy anh em Tây Nguyên rồi coi chút lâu rồi mấy anh em về miền Tây quay review cho mọi người coi. Cái trái này là bữa, cái cây này là bữa 185 trái. À, anh Trọng anh chia sẻ. Nhưng mà anh tiễn bớt còn giữ 85 trái. À. Giữ được 85 trái. Giữ được 85 trái.
mà vài bữa không biết nó có rụng nữa. Cái này chắc không rụng đâu, cái này khó rụng rồi, hết rụng rồi. Cô tiễn mà cô dụng với bé kìa, sợ ổng đi vô vườn cái ổng thấy nhót ruột nó không chịu. Không, cái này mà hồi bữa như em tiễn em tính là em để 100 trái cho nó đẹp đếm nó sướng, phải không? cái cây mình tải không nổi. Tải nổi không? Sợ không nổi nè, tám mấy trái sợ tải không nổi nữa nè. Quá nhiều. Này thấy có một phần riệp sáp nữa anh Hùng ơi. Có cây này đó. À, có cây bị cây này sáp. bị hoài luôn, có cây này bị hoài luôn. Đưa cho em mấy cái chai bánh tướng kìa. Ừ, riệp sáp. Bánh long quá giang. Được không anh Hồ, được không anh Quang, đây anh Quang nè mọi người, đấy, đấy, mấy đứa mới coi trên coi kêu bằng camera lại nào đấy, nó camera đấy. Nói vậy, nó lên nó cứ la camera nhưng mà thực ra đi vườn á khó quay lắm, chứ không phải dễ quay. Đó, quay đang, anh Viễn với anh Hùng đang nói chuyện này, cái lâu lâu anh sọt qua chuyện kia, anh nói làm sao mà quay cho kịp. Rồi, đi vô. Vô để ổng mưa à. Tới nữa rồi. Tới nữa rồi. Trời mưa nữa rồi. Khúc nhà đó. Dẫn câu một con. Ồ, đang đi mà. Đang câu cái đậu không đi vô.